Chiều ngày 17 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra một số vị trí tái định cư cho nhân dân đã nhường đất thực hiện dự án đường vành đai 4 trên địa bàn huyện Văn Lâm và Văn Giang. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra tại khu nghĩa trang thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh và khu cánh đồng thôn Minh Hải, xã Lạc Hậu, huyện Văn Lâm, các điểm khu dân cư và nghĩa trang các xã Vĩnh Khúc, Mễ Sở, Thắng Lợi, huyện Văn Giang. Dự án đường vành đai 4 cùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng chiều dài trên 19 km. Với quy mô 6 làn xe cao tốc và đường song hành hai bên, dự án qua địa bàn các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu. Tổng số hộ dân thuộc phạm vi thu hồi đất để giải phóng mặt bằng ở hai huyện Văn Lâm và Văn Giang là 870 hộ. Hiện tại các địa phương đang rà soát kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất để xác lập số hộ đủ điều kiện được bố trí tái định cư. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Lâm và Văn Giang tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất, xây dựng các điểm tái định cư sao cho phù hợp và thuận tiện để nhân dân chuyển về nơi ở mới, có điều kiện tốt nhất sinh sống và phát triển kinh tế. Mở rộng và làm mới đường giao thông đấu đối từ các khu tái định cư ra các tuyến đường huyện, tỉnh và quốc lộ, di rời và mở rộng nghĩa trang các thôn có dự án đi qua sao cho phù hợp với quy hoạch, với tiêu chí các điểm nghĩa trang mới phải khang trang sạch đẹp hơn các điểm cũ, đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện các bước của dự án, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để đảm bảo tiến độ dự án.